có thể chức năng phát quà đúng không? Thì anh phải có cái trang admin đấy, mà trang số đẹp mặc kệ ấy. Nên trang để quy định thưởng bao nhiêu ấy. Là hám ôm thì ví dụ như quán ẩu ở Đường Cường, à cái quán ẩu ở Đường Cường thì đó có là danh sách các user nào đang đăng nhập nhiều, user nào chơi nhiều để hạ đấy, trang admin để gọi để cho bên admin mình quản lý tìm đấy. Thì phải nói cái đấy mình nhận thêm nữa, các đội khác cũng làm cái trang đấy. Các đội khác cũng làm một phần đấy, kiểu như là trang admin giống hệt như trang anh làm cho em trang đấy sáng này. Nhưng mà công ty thì anh mà chỉ có thế nhân viên thì anh vẫn có khả năng là biết tất cả mọi người đúng không? Ừ. Cứ liên quan nhau, thế biết nhau thôi. Đây đây, của con đây, của con đây, của con đây. Ở đây quy không? Thằng Lâm nó bảo anh nào? Nó ở 5 năm rồi nó chả biết ai mẹ ai. Nó sẽ dự án nó chẳng chơi dự án khác. Thì nếu khi các dự án không chơi nhau, liên quan nhau chắc không được biết. Đây là thì ngày xưa đây là Cường nghe. Anh bảo là gì với cô cho anh đi. Anh bảo cái này con admin ấy, nó quản lý là tất cả mọi người đều lao vào làm con đấy. Đúng rồi, là sợ. Lỗi kệ. Phải admin bên mình lỗi rồi. Admin bên mình lỗi thì lại báo lại để sửa. Đấy, không phải sang người dùng thì không quan trọng. Tất cả mọi người lao vào làm cái đâu vẫn chia chứ. Ừ. Thì ý là mỗi người một, nhưng mà tuy ra kinh tế mỗi người một góc. Và đôi khi vẫn có thể ảnh hưởng đến nhau. Nếu ít ảnh hưởng. Hay là ngày xưa có bạn Cường nào mày review code cho anh nhé. Thì anh bảo anh sẽ yên tâm đi. Bây giờ anh sẽ cho anh review này. Lần lần nào. Đó là spy code khác mình rồi đấy. Em ơi, có nhiều cái mà anh làm thì nói cũng không thích. À, thôi mình cứ. Em ơi, của em đây. À. Mình quá hai đứa con như thế này. Hả? Hả con?